Hello, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình. Và hôm nay sẽ có trận chiến tìm ra vua vượt ngục. Ai sẽ là vua vượt ngục? Bạn này tên gì? Em tên Phú. Bạn này tên gì? An. Bạn này tên gì? Bình. Ai sẽ là vua vượt ngục? Tao. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 nhà tù số 1, số 2, số 3. Và ai sẽ là bóc nhà tù nào? Ai bóc trước? Nhường bạn nhỏ bóc trước cái gì? Thôi em nhường bạn này trước. Bạn này á, bóc đi, đừng có bỏ ra nha. Tí nữa rồi dở nha. Tí rồi dở, bạn này. Đây, bạn này to, bạn ấy nhường trước. Đây, vô bạn ơi. Cái cuối cùng cũng là của bạn. Bình bóc vào số 1 nha các bạn. An bóc số mấy đây? An số mấy đây? Ui trời ơi, số 2. Bạn Phú này chắc chắn là số 3 rồi. Mặc áo số 3, bóc số 3 luôn kìa. Ok. Bây giờ thì tất cả ba bạn sẽ vào trong nhà tù nha. Đâu rồi? Ngon. Đồ ăn của bạn Bình thì khá là nhiều các bạn ạ. Wow, nhưng mà có ít nhất trong đám mình có vẻ khá là may mắn. Đấy, mướp đắng này rất là nhiều này. Đấy, bạn mình có tự tin là chiến thắng không? Có, mấy anh em tuổi tép. Gáy rất là to nha các bạn. Bây giờ tới nhà tù số 2 nha các bạn. Nhà tù số 2 nè, bạn gì đây? Bạn An hả? Đây rồi, tù số 2 khá là nhiều đồ ăn nha. Nho nhiều. Bạn mới chửi gì đấy. Đây, bạn phải ăn nha. Đây, nụ cười rất là tươi, rất là rạng ngời. Bây giờ rất là lắng nữa. Wow, bây giờ đến nhà tù số 3 đi. Nhà tù số 3. Thôi em vô nè. Một anh chàng rất là cao to đây này, cơ bắp cuồn cuộn. Anh tên là gì đây? Phú à? Phú. Đây, à, Phú đây nước chấm của em. Khả năng cao đó, bạn này sẽ thắng đó. Trời ơi. Nhưng mà đồ ăn của cái này khá là nhiều các bạn à. Ôi, hai lớp dưa hấu này. Wow, chắc là lo căng bụng. Nhất quà quay dưới muối ớt à? Chơi truyền thống theo kiểu anh nhất luôn. Ây da, nhất chết đấy. Mình sẽ bấm giờ nha, 5 phút là sẽ bốc nước một lần nha. Rồi, bắt đầu. Bấm rồi. Đồng hồ bắt đầu chạy rồi. Kẻ thưởng chúng ta hôm nay là ai người chiến thắng sẽ nhận 2 triệu đồng nha. Thua cuộc sẽ bị phạt đấy. Wow, Bình đang rất là cặm cụi. Mình ăn thế nào? Ôi trời ơi, mới ăn được một quả hả? Ây, không được chơi ăn gian nha. Các bạn này nhìn cái mặt hơi gian thế nào á. Ê, bạn Phú nào. Ui, bạn Phú quất 2 quả rồi à? Chua hả? Chua không? Đã không? Thắng không? Nãy giờ là mấy bạn đã ăn được 2 phút 40 giây rồi nha. Chuẩn bị 5 phút là bốc nước đấy. Chua không Phú? Nói chung là quá bình thường đối với em là ăn chua rồi. Ê, gáy rất là to luôn. Mai mốt là em làm đệ tử anh nhất thôi. À, được. Gáy to đây em, được em. Ăn thế nào? Ô, xong một thanh rồi hả? Rồi. Ghê. Bình à. Xong rồi em. Bỏ cho em. Phú nãy giờ ăn đến thành thứ 2 ăn táo rồi nha. Táo có vẻ ăn ngon hơn không em? Quá ngon luôn anh ơi. Nhức bắt luôn anh ơi. Táo là nhức nách luôn hả? Còn bạn An là tới gì vậy ta? Cũng là táo luôn. Táo chấm muối ớt hả em? Đúng rồi. Ngon đấy nhỉ. Bạn này ăn với dưa hấu nha. Dưa hấu có vẻ ăn khá là nhanh. Ghê bạn này ăn được 2 thanh rồi nha. Bỏ thanh xuống đi em. Ăn xong bỏ xuống đi em. Bỏ xuống đi em ơi. Ừ. Rồi bây giờ bạn này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thanh nữa nha. Để giành chiến thắng nha. Trời ơi. Ăn táo nha các bạn. Chưa được ăn mấy đồ chiên này nữa. Bây giờ đang là 5 phút nha các bạn. Bây giờ sẽ đến phòng bắt tâm đầu tiên. Mà tất cả bây giờ đang cảm thấy là lo cho mấy em ơi. Lo quá anh ơi. Bây giờ Bình bốc thăm nha. Xem là dính nước gì đây em. Rồi, từ. Ô, đưa đây, đưa ná đây cho anh. À, giải cho em ơi. Cái gì đây, 100% không đây? Wow, 50% spy nhá. Đây em ơi. Đưa chai đi. Phần thi này hạ gục thật là nhanh nha. Phần này câu dở lắm. Nếu mà ai ăn không được thì có thể đầu hàng nhá. Gì đây? 100% coca. Chết rồi, 100% coca của em đây. Hết rồi nha em. Trời ơi, cái gì đây? Gì đây? Cái gì đây? Giả cho em. Giả cho các bạn coi nào. À, 50% 247 nha, cái này cà phê khá là đắng đấy. Nhưng mà có vẻ khá là tỉnh táo em. Khá là tỉnh táo để chiến thắng đấy. Đây, có bạn Phú đây, 247 đây. Yeah. Bạn An nãy giờ uống chai coca ra nào. Giờ lên coi nè An ơi. Wow, mới uống được nửa chai mà cảm thấy đuối rồi kìa. Cũng muốn dừng cuộc chơi cho em. Chưa anh ơi. Chưa à? Bạn này thế nào? Chưa, đã 50 đâu. 50 mà. Nửa chai mà, tính ăn gian à? Nên em ơi, chưa được em ơi.
Nữa đi, xuống dưới. Ừ. Anh em ơi, ô bạn kia uống bao nhiêu phần trăm mà hết rồi hả? 50% ạ. Ù wow, để anh ra coi cho nào. Tới không, 50 không? Có 50 không? Đấy các bạn, 50 rồi nha. Chưa, em một hộp nữa đi. Hộp nữa. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, nó đối với em quá bình thường rồi. Ghê ghê ghê. Quá ghê ca ghê. Wow, 50% rồi nha. Ok. À này, úi giời, gần hết rồi. Cố gắng lên em ơi. Wow, một tràng vỗ tay cho bạn ấy. Rất là ghê, rất là muốn chiến thắng. À, bạn này khích lệ tinh thần luôn. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. À, chơi đi em ơi. Ok, ok. Mình không ăn hết được cái này đâu các bạn. Ý, gì sao yếu vậy? Ôi, nửa chai nước rồi thôi rồi. Mới vô gáy to lắm mà. không ngờ vậy luôn á. Rồi, chắc uống nước 15 phút mới bốc một lần nha các bạn. Yeah. Ăn đi em ơi. Quá trời ngán ngẩm rồi hả? Muốn ra khỏi nhà tù chưa? Ơi, muốn ra khỏi nhà tù chưa? Chưa. Ở đây luôn hả? Thành phố chưa nào? Thành phố ăn được hai thành phố này. Mình còn phải quá đơn giản rồi. Ăn nguyên một quả thanh long này đơn giản. Mình ăn không này mình lấy 2 triệu mình về thôi. Quả thanh long này em, tới quả thanh long này. Em ăn bánh mì trước. Cái lựa chọn nào thông minh chút. Ôi giời ơi, ngon không? Cảm giác này không ai nói được cái gì nữa rồi, quá trời no rồi. Sắp tạc rồi. Yes, vừa lấy vô gáy to bây giờ cứ tạch tạch như thế nào. Mà này cho nào. Nguyên một chai coca. Quá lo. Quá lo gì, nãy giờ bảo đói mà. Ê, có bạn kia nữa. Thế ăn chán thế nhỉ? Không, mình không chán đâu các bạn. Chắc là không có ai giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Nhìn kiểu này chắc không ai thắng chiến thắng được rồi. Không ai ra khỏi nhà tù được ở trong này suốt nha. Em ra được chắc chắn ăn 100% luôn. Ồ. Oh. Bây giờ thì chúng ta đến nhà tù số 1 nha. Bình bình này. Bạn cảm thấy như thế nào rồi? Hả? Quá no. Quá no rồi hả? Bạn đang ăn đến cây xúc xích kìa nha. Và bây giờ là nhà tù số 2 nha, bạn An nha. Bạn An đã ăn hết được bánh mì rồi này. Wow, sau cỡ phải là 7 phút hơn nha các bạn. Thì đã ăn được hết bánh mì rồi. Quá no, quá no. Quá no hả? Thế em có cảm thấy là em chiến thắng được trong cuộc chơi này không? Có hơn hai bạn kia không? Chắc là hơn đấy. Hơn à? Sao có vẻ gượng cười quá vậy em? Bây giờ đến nhà tù số 3 nha. Đây là bạn Phú nha. Bạn Phú cảm thấy như nào rồi? Ui, ăn chanh à? Đến chanh rồi. Tới chanh rồi. Ui, bạn Phú gần hết rồi nè. Wow. Cảm thấy như nào em? Em cảm thấy bụng em giờ căng đét rồi đó. Căng đét rồi hả? Dạ. Ủa, bây giờ ăn chua này em đỡ căng đấy em. Ờ, cái này chắc được á. Cố lên em ơi. Kèo này em ăn nhận rồi à. Anh tin em chiến thắng đấy. Rồi, em cảm thấy như thế nào? Hai bạn kia có đối thủ của em không? Không, không giờ bằng được. Em gánh khá là to. Ghê à, em nãy giờ ăn cho nào? Một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh vậy hả? Bốn thanh rồi. Ghê ghê. Và được nửa cây rồi các bạn. Cố lên em ơi. Thôi, miếng chanh à. Nào, thử miếng chanh nào. Wow. Úi dồi ôi, miếng chanh to quá trời to, miếng chanh siêu to khổng lồ. Chắc là phải tạm nghỉ một tí rồi mình review tiếp nha các bạn. Mấy bạn này ăn chậm quá. Bây giờ đây là ba nhà tù đây nha. A few moments later. Nhà tù số 1 của bạn Bình nha. Bình ăn tới gì bạn Bình ơi? Giờ anh coi xem nào. Wow, ăn gần hết được cái cây này luôn trời. Quá dữ. Trên bàn chúng ta bây giờ chỉ còn 1 2 3. 3 cái ở dưới còn nho này. Xong ăn nho đi em. Anh thấy là nho này ăn dễ đấy. Ăn trước đi khéo là thắng đấy. Khá là dài này. Wow, rồi em ơi. Không sao, thôi em ơi, thôi được rồi. Bây giờ là 11 phút 23 rồi các bạn à. Mình sẽ đến nhà tù số 2 nha. Như nào thì em ơi? Khá là no. À đến cái que thứ mấy rồi đấy? Thứ 5 rồi à? Thứ 5 rồi. Đưa lên em ơi, đưa lên coi xem nào. Wow, khá là to đấy, khá là dài đấy. Anh em ơi, thử review xem nào. Cảm ơn chấm này em, sao ngượng ngùng thế, em có phải con gái không đây? Ui giời, BD, tự nhận BD luôn, chết chứ. Cây này khá là dài luôn này các bạn ạ. Giờ là đã quá 15 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ cho bốc thăm uống nước tiếp nha. Ai cũng cảm thấy nói hết rồi. Bạn nhỏ này. Rồi ok. Lấy hình cái con nào. Ôi ok. Bạn Phú được bao nhiêu phần trăm đây? Ôi 7 nha. Nhiều. 25. 25 chỉ tinh, được, ngon.
Đây bạn này xem nào. À 25% spy. Đây xem nào. Wow. 0%. Quá ngon. 25% xì tinh của bạn Phú nha. Cuộc đời mà các bạn. Wow. Chơi luôn à? Chơi luôn chứ. Ok, đừng để anh nóng là hơi mệt đấy. À 25% của bạn An này. Có vẻ yếu đuối quá em ơi. Yếu quá rồi. Đánh mén lên em ơi. Đã đông xíu em ơi. Này thì 0%. Anh sắp hết cho em ơi. Cô bạn Phú đã uống được hết 25% nha các bạn. Còn đây tiếp tục là ăn nho. Ăn nho nữa, ăn nho thì dễ mà. Wow, quá ngon luôn. Khá tuyệt vời các bạn. Nho thì dễ mà, đơn giản. Ăn hết đi em ơi. Ok ăn. Để em ăn cái này mới độc nè. Ừ, cái này mới ghê nè các bạn à. Mướp đắng này. Wow. Ăn xong mà tối nhưng mà về cũng bạn Phú đã ăn được hết hàng ở trên rồi các bạn à. Chỉ ở dưới còn vài thanh nữa thôi. Ớ quá các bạn à. Cái tối về là tối công chuyện luôn á. Bạn ăn ăn tới đâu em ơi? Ăn mấy xoài rồi anh ơi. Xoài gì hả? Ăn đi em. Khá là ngán ngẩn. Xoài mà ngán cái gì? Xoài chỉ chua thôi mà em. Ồ ngon không em ơi? Khá là chua ấy. Giờ này đến số 1 nha. Số 1 ăn đến gì em ơi? Ăn xoài ngơi. Ngon không em? Thử nào. Ngọt. Ngọt à? Sao vừa ăn bảo chua mà. Ui giời ơi. Ngọt mà nhìn mà. Ngọt quá mà. Cái quéo càng cua vậy em. Chúng ta đến nhà tù số 3 nha. Nhà tù của anh Phú. Ăn gì đi em ơi? Giờ em sẽ ăn đến xoài nha. Ai cũng tới xoài nha các bạn à. Ăn xoài cho nó chua chát cuộc đời chứ. Mấy cả vừa nãy em ăn ngán có bây giờ em xoài em đỡ đấy. Wow. Wow. Ngon không em? Ngon. Bây giờ mình đến số 2 nha. Bạn ăn này ăn gì em ơi? Ăn phu lê. À ăn phu lê rồi nè. À đâu thử em ơi. Xem bạn này có ngọt không em? Ừ ngọt. Ngon hả? A few moments later. Giờ mình đến số 3 nha. Số 3 đến gì em ơi? Em đã xúc xích. Mới còn một cây duy nhất thôi các bạn. Cây khá là dài nha. Cây này cũng khá là ngán đấy em ạ. À. Ăn thử em ơi. Wow, ngon không em? Được, khá là ngon. Còn chiến được không em ơi? Nhưng mà chiến đến cái này em nghĩ là... Wow. Thấy là tập đấy các bạn. Bây giờ là 28 phút các bạn à. Còn 2 phút nữa là chúng ta sẽ này phần tiếp nước. Bạn cảm thấy như nào bạn ơi? Em không ăn nổi nữa, thua rồi. Đầu hàng à? Yếu. Rồi rồi em ơi, em ở trong đấy đi. Khỏi phải ra luôn nha em. Okay. Ngồi nghỉ đi em. A few moments later. Ồ đến nhà tù thứ 3 nha các bạn. Như nào vậy em ơi? Ai bạn ơi. Ồ còn đứng đây thôi à? Rồi đến hai quả nho mà, đơn giản. Quá wow, thường quả mếp đắng em ơi. Ui, cái này em khá là ngán rồi. Nên em ơi, em muốn thắng thì em phải chơi thôi. Wow. Ui trời ơi. Đúng là thánh ăn rồi. Gì vậy? Wow, quá chất. Ồ, cũng đang tới mướp đắng à. Ôi, thánh ăn mướp đắng à. Ôi, gì đây? Gì đây em? Gấp thắng thế. Rồi, bên này còn đứng đây thôi nha. Nào tiếp em ơi. Cố lên em. Bây giờ là 31 phút các bạn à, để đến vòng tiếp nước nha các bạn. Bây giờ là bạn Phú sẽ bốc trước nha. À Phú ơi, bốc nước đi em. À, nên chọn cái nào anh nhờ? Ai biết em, chọn đại đi em ơi. Chắc em cũng số hên lắm. Số hên lắm à? Năm nay em số hên mà. Ừ, hên là 100% rồi đấy. 50% các bạn. 50% xì tinh nha, bạn này có vẻ thích xì tinh à. Bốc đi em ơi, đừng gấp thắng em ơi, bốc đi. Ôi trả cho em ơi. Nhiều em ơi. À 100% xì tinh nha. 100% xì tinh của em đây. Uống đi em ơi. Má tay trơn quá. Ôi ê, đừng có chơi bậy em. Nhỏ bậy bạ thế em. Ôi trời ơi yếu thế. Tay trơn quá. Đây đây đây. Giữ nha. À. Đây. Uống đi em. Đây, bạn Phú đang uống 50% nha. Wow, khá là gắt đấy. À, cuộc thi khá là gây cấn rồi. Bây giờ đang bỏ hết vào mồm rồi. Bạn Phú đang bỏ này. Rất là căng rồi. Bên kia rồi, chấm tất cả. Gì vậy? Kinh ơi. Không được nhả nha, không được nhả nha. Nhả nó thua luôn đấy. À, bên kia thế nào? Bên kia đã bỏ hết vào mồm rồi. Bây giờ ai thè nữa cho trước là người đất chiến thắng nha. Wow, rất là gắt. Phần thi rất là gay cấn các bạn à. Ê, có vẻ rất là đắng rồi. Bên này cũng khá là ngán ngẩm rồi. Mà vẫn chưa thể nuốt được. Nói chung là khá là khó nuốt các bạn ơi. Ồ.
Rồi rồi rồi. Bên này đã chuẩn bị gần xong rồi. Nhưng mà bên kia tạch rồi. Bên này chiến thắng rồi các bạn ạ. À. Còn gì nữa các bạn? Tại sao các bạn đi lòng? Tại bên này vẫn còn đồ ăn. Tạch rồi. Tạch rồi. Không sao em ơi, lần sau em sẽ thắng em ơi. Em ơi, phát biểu câu em ơi. Game này dễ không? Quá dễ. Game này dễ không em? Nói chung là cũng bình thường thôi. Đối thủ em thì quá là nhẹ ký. Em khá là nặng ký đó. Chính xác. Và trận chiến hôm nay chúng ta đã tìm ra người thắng cuộc, đó chính là bạn. Rất là ghê em ơi, cứ bắp em ơi, ghê em ơi. Được, 2 triệu đồng. Và hình phạt sẽ dành cho bạn An. Em rồi đi em. Thôi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã coi video này của mình. Nếu các bạn thấy thích, nhấn like và subscribe ủng hộ mình nhé.